Trân trọng kính chào chị tất cả quý vị. Tôi U70 rồi, nhưng mà đi đám cưới nào được hát hết. Tối hôm qua đang hát dưới mưa là gì? Và hôm nay tôi xin được tặng bài hát này cho hai cháu tất cả quý vị. Dạ, U70 để nha, lỡ mà hát không lên thì đừng có cười nhé. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào hôn lấp sao đêm, thương em ngày nào bóng ướt môi mềm, thương nhau thân nhiều biết mấy, tình yêu cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lâu nghe lạc loài kiếm sống xa mọi mong, như giọt buồn nước mắt mưa ngày ngùng heo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng canh xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, cùng mưa mãi giữa bờ vỡ đầm trong mưa. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào hôn lấp sau đêm, thương em ngày nào bóng ướt môi mềm, thương nhau thật nhiều biết mấy, tình yêu cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lâu nghe lạc loài kiếp sống xa mọi mong, như giọt buồn nước mắt mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này đuối tiếc, thương nhiều rồi cũng kênh xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, cùng mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mưa. Vai em như mưa
mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào câu mượt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy, tình yêu cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Như mưa ngày nào thơm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào tóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy, tình yêu cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý khách dành tặng cho thầy Phùng Long. Không hỏi danh là gừng càng già càng cay, U70 rồi mà vẫn còn ngọt ngào quá, vậy còn đậm ấm quá. Trời ơi. Vậy mà trước khi hát BA U70 rồi lỡ hát không có nổi, mong quý vị đừng có có suy nghĩ cái trời này thầy đến cái chiều tâm lý hành tráng dữ vậy chứ. Bây giờ giọng ca của anh Cao Phong sẽ liên tục chương trình Hát Mừng Tới Đêm Nay với một ca khúc Từ Trời, xin mời. Dạ em thấy có nhiều vị khách nữ ai cũng xinh xắn dễ thương hết, mà trong danh sách đăng ký không có dòng ca nữ nào. Vì vậy MC xin mời